Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm hoàn thành tốt dự toán ngân sách năm 2023 đã được Trung ương và tỉnh giao, ngành tài chính tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách theo đúng quy định, nhiều chỉ tiêu sắc thuế vượt kế hoạch đề ra. Đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được gần 32.000 tỷ đồng, đạt gần 140% dự toán giao, trong đó thu nội địa được trên 28.000 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu trên 3.600 tỷ đồng, trong đó có nhiều sắc thuế tăng cao như thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương tăng 16%, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 38%, thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng trên 250%, thuế thu nhập cá nhân tăng 18%. Đạt được kết quả trên cho thấy sự nỗ lực của ngành tài chính và cộng đồng các doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh đã vượt qua khó khăn, hồi phục hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào việc tăng thu cho ngân sách nhà nước tỉnh, theo nghị quyết đã ra. Năm 2023 là năm đầu tiên của kỳ ổn định ngân sách năm 2023-2025. Đây là năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Việc hoàn thành vượt mức thu nộp ngân sách theo dự toán năm 2023 sẽ là nền tảng để năm 2024 và các năm tiếp theo Hưng Yên sẽ đảm bảo nguồn thu ổn định bền vững. Cái kết cấu thu ngân sách xưa nay chúng ta vẫn hay nói rất nhiều, kể cả các cái địa phương mà tự cân đối cũng như rất nhiều địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, đó là ngân sách địa phương của chúng ta hầu hết là trông chờ vào từ nguồn thu từ đất đai. Hưng Yên là một tỉnh giáp với Hà Nội và cũng có những cái lợi thế nhất định về quỹ đất cũng như cái khả năng thu ngân sách từ đất đai. Nhưng cái ngân sách năm 2023 lại không dựa nhiều vào đất đai mà chúng ta đã dựa vào những nguồn thu nó có cái nguồn gốc và nó có cái cơ sở vững chắc hơn rất nhiều. Đó chính là cái phát triển kinh tế trên chính địa bàn của Hưng Yên. Và tôi cho rằng với những cái tăng về quy mô, thay đổi về kết cấu, cơ cấu thu ngân sách như vậy và dựa trên những cái nguồn thu mang tính ổn định và bền vững như vậy thì rõ ràng cái thành tích về thu ngân sách nhà nước của Hưng Yên là những cái kết quả nó đảm bảo cái tính ổn định, cái tính bền vững và nó phản ánh đúng cái trình độ và cái tốc độ phát triển kinh tế của Hưng Yên. Với việc ngành tài chính Hưng Yên luôn chủ động phối hợp chặt chẽ kịp thời với các sở ngành để nắm bắt kịp thời các vướng mắc về chính sách thuế của các doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cá nhân kinh doanh trên địa bàn thuộc thẩm quyền của địa phương để các doanh nghiệp chủ động hội nhập kinh doanh có hiệu quả và đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách nhà nước.